Cho trường này.
và các đại biểu ăn vào. Các quân sự Việt Nam giúp Lào, thành phố Hải Phòng và thực hiện quy ước của Văn Lạc quân tình nguyện của quận Kiến An. Hôm nay, được nhất trí của quận ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Kiến An, Ban Văn Lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của quận Kiến An tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập một năm ngày thành lập ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của quận Kiến An 24/11/2012 24/11/2013 nhân kỷ niệm quốc khánh lần thứ 38 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975 2/12/2013 nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết Việt Nam Lào mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dày công vun đắp và thể hiện bằng câu thơ yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng vượt, mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Đồng thời cũng hiểu sâu hơn nữa mối quan hệ Việt Lào trong thời kỳ mới của hai đảng, hai nhà nước chúng ta lên tầm cao mới. Và chúng ta sẽ nghe tổng kết sau một năm hoạt động của Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào quận Kiến An, những việc đã làm được, những việc cần làm tiếp trong năm tới 2014 của quận Kiến An. Về lễ hội kỷ niệm và tổng kết hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Bảo, làm trưởng Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam của thành phố Hải Phòng. Về đây xin chúng ta được hoan nghênh. Chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Đào Trọng Dũng, là phó ban liên lạc của quân tình nguyện của trên quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hải Phòng. Về đây xin mời chúng ta được hoan nghênh. Ba, chúng tôi xin giới thiệu về lãnh đạo phường Bắc Sơn. Chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Tiệp, là bí thư đảng ủy phường Bắc Sơn, có mặt trên chúng ta cùng đoàn này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Phương, tức là phó đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thì chúng ta được gặp chào mừng. Về phía các đơn vị bạn, tôi xin trân trọng giới thiệu Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam của quận Kiến An, Hội hữu nghị Việt Lào quận Kiến An, đồng chí Vũ Văn Hùng, hiệu trưởng, nghị đăng ký nhiệt liệt. Xin trân trọng giới thiệu quận hội cựu chiến binh Kiến An, cho đồng chí Phạm Tuấn Dũng, là phó chủ tịch hội, đến được xin đăng ký nhiệt liệt. Chúng tôi xin lên việc giới thiệu các đơn vị bạn ban liên lạc của quân tình nguyện Việt Nam sự quận Lê Chân, ban liên lạc quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào ở huyện An Lão. Chúng tôi xin giới thiệu ban liên lạc quân tình nguyện của chuyên dân giúp Lào sư đoàn 968. Xin giới thiệu ban liên lạc quân tình nguyện của chuyên gia quân sự giúp Lào huyện An Dương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là đoàn vận tải trường lái xe của quân khu 3, đồng chí Nguyễn Thanh Lù. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là các đồng chí đại biểu về dự đại hội, chúng tôi là lễ tổng kỷ niệm của chúng ta hôm nay có hoa và quà đến là tặng cho lễ kỷ niệm vào đây. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu của đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Bắc Sơn. Xin kính mời đồng chí Đào Ngọc Tiệp và bí thư đảng ủy lên tặng hoa, và mời đồng chí Nguyễn Đức Hữu là trưởng ban liên lạc quân tình nguyện của quận Kiến An lên tặng hoa. Xin kính mời. Thank you.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là ban thực lực quân tình nguyện Việt Nam dân chủ Việt Nam tức là thành phố Hải Phòng, do đồng chí Đoàn Văn Hào là trưởng ban liên lạc của thành phố Hải Phòng lên tặng hoa, đồng chí Nguyễn Hữu lên nhận hoa. Về dự lễ
toàn thể các đồng chí thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của đảng nhà nước ta, được đồng ý của lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân quận Kiến An, sự chỉ đạo của thường trực ban liên lạc quân tỉnh huyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Cộng hòa thành phố Hải Phòng. Hôm nay ban liên lạc quân tỉnh huyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Cộng hòa quận Kiến An tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 38 năm ngày quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, một năm ngày ra mắt ban liên lạc quân tỉnh huyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Cộng hòa quận Kiến An. Thay mặt ban tổ chức cho các tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thường trực ban liên lạc quân tỉnh huyện thành phố, các ban liên lạc các quận huyện, các đơn vị trong ban liên lạc quân tỉnh huyện thành phố, các đại biểu, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong quận. Về hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể công chí, Việt Nam, Campuchia là ba nước nằm trên bán đảo Đông Dương, có vị trí địa lý quan trọng ở Đông Nam Châu Á, đều là thành viên của tổ chức ASEAN, có mối quan hệ lịch sử cận đại và tương đồng về mặt văn hóa. Có biên giới chung, từ lâu đời nhân dân ba nước đã đi lại làm ăn sinh sống, giao tiếp với nhau. Ngày 30 tháng 4 năm 1858, Trần Tư Pháp nổ phát súng đầu tiên vào bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc xâm lăng và Đông Dương bắt đầu Việt Nam, rồi tấn công Nam Bộ, Trung, Bắc Bộ, Lào, Campuchia, đô hộ nhân dân vùng chúng chiếm đóng. Đến tháng 8 năm 1884, nhà nước chính thức ký hiệp định bảo hộ Pháp trên toàn quốc Việt Nam, và từ đây Pháp chiếm toàn Đông Dương và Đông Dương thành sứ bảo hộ của thực dân Pháp. Pháp chia Việt Nam thành ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và xứ Ai Lao, Cao Bên, quốc Lào và Campuchia. Từ đó nhân dân ba nước Việt Lào Campuchia có kẻ thù chung là thực dân Pháp. Gần 100 năm dưới chế độ đô hộ của Pháp, nhân dân ba nước Đông Dương sống cùng cực tối tăm. Đến khi có Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời tháng 2 năm 30 dưới sự lãnh đạo của Ủy viên Quốc tế Cộng sản Chủ tịch Phương Đông Nguyễn Ái Quốc, thì nhân dân ba nước có một chính đảng lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhân dân chống lại thực dân Pháp. Cuối năm 1940, Pháp đầu hàng Nhật, nhân dân Việt Lào lại một cổ hai chồng áp bức. Tháng 3 năm 45, Nhật làm đảo chính tất cả Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ba nước Đông Dương lại sống dưới sự đô hộ của Nhật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân Việt Nam đã làm cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 thành công, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 45, quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được tổ chức. Thì ngay ngày 3 tháng 9 năm 45, Bác Hồ đã cho người vào Huế, lúc đó là Cù Huy Cận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Truyền thông và Vũ Ấn Tín của vua Bảo Đại ở Huế, mời quý vị ra làm cố vấn chính phủ. Qua Vinh mời hoàng thân Chu Văn Công và vợ là bà Nguyễn Thị Kỳ Nam, người Việt Nam đại ở Vinh, ra Hà Nội để bàn về cách mạng Lào. Theo quy định của đồng minh, thì vào lúc đó họ giải phóng giải tán quân Nhật ở phía Bắc là quân Thừa, và ở phía Nam quân Anh ấy giải tán quân đội Nhật ở phía Nam. Lũ dưới chiếu mày, quân Anh Pháp quay trở lại miền Nam, hòng một lần nữa đô hộ nhân dân ta. Vào ngày 23 tháng 9 năm 45, Sài Gòn đã nổ súng đánh Pháp. 23 tháng 11 năm 46, hiệu lệnh toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ ra lời kêu gọi. Và những năm trường kỳ kháng chiến ở Việt Nam đã kết thúc ở chiến dịch Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 54, trận động địa cầu. Ở Lào, ngày 23 tháng 8 năm 45, dưới sự lãnh đạo của sứ ủy Ai Lao và Tổng hội Cứu quốc Việt Lào, Việt Kiều Lào Thái đã sát cánh cùng với nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền thắng lợi ở Đô Biên Tây. Ngày 12 tháng 7 năm 45, chính phủ Lào ra mắt quốc dân tuyên bố nền độc lập của nước Lào. Cũng như với Việt Nam, Pháp âm mưu trở lại chiếm Đông Dương.
Pháp đã mở cuộc tấn công lấn chiếm Sài Gòn và cuộc chiến đã dần lan rộng ra khắp sông Hương với một lực lượng khá mạnh. Tháng 3 năm 1946, Hoàng thân Chu Văn Công đã làm tổng chỉ huy lực lượng kháng chiến Lào cùng với lực lượng vũ trang Lào và một số đơn vị lực lượng vũ trang Việt Nam. Lực lượng Việt Kiều Nam Thái đã sát cánh cùng với quân dân Lào chiến đấu giữ quê hương. Ngày 20 tháng 1 năm 1949, quân đội Lào Sala chính thức được thành lập. Tôi yêu cầu phát triển chung của cuộc kháng chiến để hợp pháp hóa sự giúp đỡ của Việt Nam. Ta và bạn đã công bố công khai danh nghĩa Bộ đội tình nguyện quân Việt Nam tại Lào vào ngày 30 tháng 7 năm 1949 với danh nghĩa là quân tình nguyện. Do đồng chí Nguyễn Hòa làm chỉ huy trưởng, sau này ông là trung tướng quân đội dân Việt Nam và ông đã mất năm 2002. Ít năm sau thì chuyển tên thành Bộ Tư lệnh Mặt trận Thượng Lào do đồng chí Tạ Xuân Thu làm tư lệnh. Tháng 2 năm 1951, Đại hội 2 Đảng Cộng sản Đông Dương họp. Do tình hình cách mạng mỗi nước có những đặc điểm khác biệt, Đảng Cộng sản Đông Dương được tách ra xứ ủy Ai Lao thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Campuchia thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng của nhà nước. Các đồng chí của nhà nước. Kính thưa công chí, là được sự ủy quyền của Thường trực Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Cộng hòa thành phố, với tư cách là phó ban của trung tổ chức, tôi xin đọc quyết định. Sau khi trương cho công chí là quân tình nguyện đã có thời gian tham gia chiến đấu và công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban của Quốc hội Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đào Ngọc Việt, bí thư phường Bắc Sơn. Kính thưa đồng chí Phạm Tuấn Dũng, phó chủ tịch Trung Chương Binh quận và kính thưa toàn thể các bác công chí và kính thưa đồng chí địa phương thay mặt cho lãnh đạo phường Bắc Sơn và Tây Dương. Để trong hội nghị ngày hôm nay thì tôi xin phép các bác công chí là xin đọc quyết định để tặng kỷ niệm trương cho công chí sau đây. Với chúng ta ngày hôm nay còn có bác Phan Minh Chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bác là người cao tuổi nhất trong hội nghị hôm nay. Chúng tôi chủ tịch các bác công chí chúng ta nhiệt liệt chúc mừng tất cả các đại biểu và chúc các bác công chí. Thưa các bác công chí, là được sự ủy quyền của thường trực tôi xin đọc quyết định về việc trao tặng kỷ niệm trương và trao bằng mừng thọ cho các hội viên. Ở đây chúng ta chỉ có trao kỷ niệm trương. Do vậy chúng tôi xin đọc cụ thể các quyết định như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Hải Phòng ngày 1 tháng 12 năm 2013. Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hải Phòng số 04 QVNVL quyết định về việc trao tặng kỷ niệm trương cho hội viên quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào quận Thiên An. Căn cứ vào quyết định của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều lệ của Hội cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố, xét đề nghị của Thường trực Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào quận Kiến An quyết định điều 1 nay trao tặng kỷ niệm trương cho các hội viên thuộc Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào quận Kiến An có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu giúp cách mạng Lào. Điều 2, các đồng chí được trao tặng kỷ niệm trương hãy phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương. Nơi cư trú tích cực tham gia các công tác của Ban Liên lạc Quân tình nguyện để xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam và xây dựng tình đoàn kết Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi. Thơ tình của núi sáng tác An Thuyên do đồng chí Quang Thiện và Thu Hương thể hiện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Yeah.
kính.